Trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái block mà giúp khách hàng chọn câu trả lời nhanh. Ở đây thì chúng ta sẽ tạo một cái block mới. Ok. Ở đây mình đặt tên là trả lời nhanh chẳng hạn. Ví dụ mọi người muốn hỏi khách hàng, ví dụ như là bạn muốn làm gì chẳng hạn. Chatbot có thể giúp gì cho bạn ạ? Thì thay vì chúng ta phải tạo nhiều block và mỗi block thì ứng câu hỏi, chúng ta có thể sử dụng cái chức năng là câu trả lời nhanh. Và câu trả lời nhanh thì cũng giúp cái hệ thống AI ở đây nó làm việc được tốt hơn, bởi vì chắc chắn là khách hàng sẽ phải trả lời theo những cái ý sẵn trước của mình. Ở đây thì chúng ta sẽ chọn đây nhá. Đấy. Ví dụ tôi mua hàng chẳng hạn. Đấy. Hay là giúp giải trí chẳng hạn. Ok. Ví dụ vậy. Hoặc là tâm sự chẳng hạn. Ok. Thì khi mà chúng ta có thể làm như thế này, và ở đây thì chúng ta có thể làm rất là nhiều, và tương ứng mỗi nút thì nó sẽ có cái block kèm theo. Đấy, ví dụ bây giờ chúng ta muốn là ở đây thì kích vào len 03 chẳng hạn. Giải trí thì ra ra block tâm sự. Và tâm sự thì nó sẽ đi đến một cái block chuyên về nói chuyện chẳng hạn. Đây đây tôi ví dụ mọi người như vậy thôi. Ở đây tôi sẽ thử cho mọi người thấy nhá. Đây bạn chắc vợ. Ok. Ví dụ ở đây tôi sẽ chèn cái chức năng trả lời nhanh vào cái chỗ chào mừng nhá. Tôi sẽ chèn thêm. Xem thêm. Đây tôi sẽ chọn là trả lời nhanh. Ok. Tôi sẽ chọn là trả lời nhanh. Ok, bây giờ tôi sẽ thử chatbot cho mọi người xem nhé. Khi mà chúng ta bắt đầu chatbot thì nó sẽ hiện lên màn hình chào mừng đúng không? Nó sẽ kích nút trả lời nhanh này. Đấy. Thì nó sẽ ra tiếp tục các cái trạng thái bên dưới. Đấy. Bạn muốn làm gì, chatbot có thể giúp gì cho bạn chẳng hạn. Đấy. Và chúng ta có thể kích vào mua hàng. Đấy, như vậy. Thì ngoài ra cái chức năng trả lời nhanh này này, nó còn giúp cho mọi người xét, tức là phân loại khách hàng nữa, nhưng mà chức năng đó nó hơi phức tạp nên là tôi sẽ trình bày cho mọi người ở một cái video khác. Ví dụ bây giờ tôi phân loại khách hàng là mục đích chẳng hạn. Ok. Thì hệ thống này nó sẽ tự động xét vào cái phần mục đích. Và sau này tôi có thể phân loại là tùy theo giai đoạn khách hàng, thì cái này nó hơi phức tạp một chút xíu nữa. Mọi người hoàn thành cái phần trả lời nhanh này trước đã.